Hiệp hội thép Việt Nam cho biết trong 5 tháng đầu năm, trong bối cảnh giá thép liên tục tăng cao, các doanh nghiệp thép trong nước đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất thép, trong đó sản phẩm thép cán có mức tăng tới 60% so với cùng kỳ năm 2020. Theo số liệu Hiệp hội thép Việt Nam VSA công bố giữa tháng 5, trong 4 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội đã sản xuất gần 10,5 triệu tấn thép thành phẩm các loại, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, sản lượng thép xây dựng tăng 11,4% lên 3,7 triệu tấn, sản lượng thép thành phẩm bán trong 4 tháng đầu năm đạt gần 9,5 triệu tấn, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt gần 2,2 triệu tấn, tăng 67,8% so với 4 tháng đầu năm 2020. Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới đây, SSI Research nhận định chỉ số giá CPI tăng ở mức thấp nhất trong 5 năm, mặt bằng lãi suất chưa có áp lực tăng trong ngắn hạn. Tuần từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2021, lãi suất trên liên ngân hàng đã cao hơn so với thời điểm cuối tháng 4, nhích tăng từ 0,03 đến 0,09 điểm phần trăm, chốt tuần ở mức 1,36% trên một năm với kỳ hạn qua đêm và 1,44% trên một năm với kỳ hạn một tuần. Theo SSI Research, nguồn cung nội tệ của các ngân hàng thương mại đang có sự hạn chế hơn so với giai đoạn trước, nhưng cung cầu trên liên ngân hàng không đến mức căng thẳng. Trong 3 tháng qua, ngân hàng nhà nước vẫn ngừng giao dịch trên thị trường mở. Do đó, các chuyên gia của SSI nhận thấy chưa có áp lực tăng lãi suất trong ngắn hạn, nhưng giữ nguyên dự báo về việc lãi suất có thể nhích tăng từ đầu quý 3 năm 2021. Trong phiên ngày 1 tháng 6, trong khi tỷ giá trung tâm giảm mạnh thì giá mua bán đồng bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng đều không đổi so với cuối phiên trước đó. Sau đây là thông tin chi tiết. Tiếp theo chương trình là chúng tin vắn về hoạt động của một số doanh nghiệp. Chứng khoán Tiên Phong ORS thông báo nhận được giấy chứng nhận chào bán 100 triệu cổ phiếu ra công chúng, qua đó tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Giá chào bán là 10.000 đồng trên một cổ phiếu, dự kiến huy động được 1.000 tỷ đồng. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ khi được cấp giấy chứng nhận chào bán ngày 27 tháng 5, dự kiến trong quý 2, quý 3 năm nay. Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Hội đồng Quản trị Vietinbank đã ban hành nghị quyết về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ. Vietinbank dự kiến sẽ phát hành thêm hơn 1,08 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 29% để tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên gần 48.058 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chi cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3, quý 4 năm 2021. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt BVB vừa có thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 30% xuống còn 5% để đảm bảo cơ cấu cổ đông và định hướng của ngân hàng trong tương lai và biến động giá của cổ phiếu trong thời gian tới. Ngày 8 tháng 6, Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex PIA sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020. Theo đó, công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20% từ một cổ phiếu nhận được 2.000 đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 30 tháng 6. Như vậy, với 3,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ phải chi 7,8 tỷ trả cổ tức cho cổ đông. Ngày 11 tháng 6, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco VTO sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020. Theo đó, công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 8% từ một cổ phiếu nhận được 800 đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 24 tháng 6. Như vậy, với hơn 78,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vitaco sẽ phải chi xấp xỉ 63,09 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày 21 tháng 6, Công ty Cổ phần CIC39C32 sẽ chốt danh sách trả cổ tức còn lại của năm 2020. Theo đó, công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tương ứng một cổ phiếu nhận được 1.200 đồng. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 29 tháng 7. Với hơn 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ phải chi hơn 18 tỷ đồng để trả cổ tức còn lại cho cổ đông. Trước đó, CIC39 đã trả cổ tức đợt 1 cho cổ đông vào tháng 12 năm 2020 với tỷ lệ 12%. Như vậy, năm 2020, công ty sẽ trả cổ tức với tổng 24%. Tiếp theo chương trình là thông tin tổng hợp trên thị trường chứng khoán châu Á và ba kênh đầu tư tiền tệ dầu và vàng. Trên thị trường chứng khoán châu Á, cổ phiếu ở châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng ngày thứ ba khi các nhà đầu tư phản ứng với việc công bố một cuộc khảo sát riêng về hoạt động sản xuất của Trung Quốc vào tháng 5. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của ngành sản xuất
Caixin Market cho tháng 5 đã ở mức 52, cao hơn so với kỳ vọng 51,9 của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò này so với con số tháng 4 là 51,9. Chỉ số PMI sản xuất chính thức cho tháng 5 được công bố hôm thứ Hai là 51,0, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Chỉ số Nikkei giảm 0,58% xuống 28.693,97 điểm. Chỉ số Shanghai giảm 0,11% xuống 3.611,33 điểm. Chỉ số Hang Seng tăng 0,57% lên 29.324,04 điểm. Chỉ số Kospi tăng 0,51% lên 3.219,30 điểm. Trên thị trường tiền tệ, đồng bạc xanh suy yếu xuống gần mức thấp nhất trong nhiều tháng so với các đồng tiền chủ chốt khác khi các nhà giao dịch đang cân nhắc về khả năng thay đổi sớm hơn chính sách điều hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nếu báo cáo việc làm được công bố vào cuối tuần này. Trên thị trường thế giới, chỉ số đô la Mỹ Index đo lường biến động đồng bạc xanh 16 đồng tiền chủ chốt cập nhật đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam ở mức 89,772 điểm, giảm 0,07%. Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng trong phiên giao dịch ngày hôm qua, với dầu thô Brent giao dịch gần mức 70 đô la Mỹ trên một thùng nhờ sự lạc quan rằng nhu cầu nhiên liệu sẽ tăng trong quý tới, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi phản ứng của các nhà sản xuất tại cuộc họp OPEC cộng trong tuần này. Dầu thô Brent tăng 0,23% lên 69,47 đô la Mỹ trên một thùng, dầu WTI của Mỹ tăng 1,07% lên 67,03 đô la Mỹ trên một thùng. Cuối cùng, trên thị trường kim loại quý, giá vàng tăng trong phiên giao dịch ngày hôm qua và ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 7 năm 2020 và tháng trước nhờ đồng đô la Mỹ suy yếu và lợi suất trái phiếu thấp, trong khi áp lực về lạm phát gia tăng cũng giúp tăng nhu cầu đối với kim loại quý. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng giao ngày tăng 0,06% lên 1.908,2 đô la Mỹ một ounce, vàng kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 0,3% lên 1.911,1 đô la Mỹ một ounce. Đã liên tục tiếp xúc đàm phán với các nhà sản xuất vaccine cũng như cơ quan y tế đại diện ngoại giao các nước có sản xuất vaccine nhằm tranh thủ mọi khả năng nguồn lực để có vaccine sớm nhất. Bộ Y tế cũng khẳng định mặc dù hiện nay tình trạng khan hiếm vaccine trên thế giới vẫn căng thẳng, nhưng với các thỏa thuận đã đạt được, mục tiêu nhập khẩu được 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong năm nay là rất khả thi. Hiện Bộ Y tế đã cấp phép cho vaccine của AstraZeneca, Sputnik V và đang xem xét hồ sơ hai loại vaccine khác. Bộ Y tế cho biết vaccine Nanocovax của Nanogen sẵn sàng thử nghiệm giai đoạn 3 ngay đầu tháng 6. Sau khi xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, vaccine Nanocovax có thể cấp phép trong tình trạng khẩn cấp giống như các vaccine khác của nước ngoài, để Bộ Y tế có đủ cơ sở khoa học để có thể cấp phép khẩn cấp. Sử dụng có điều kiện vaccine Nanocovax ở Việt Nam có thể mất khoảng 2 tháng nữa. Chuyển sang một thông tin khác, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia và Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Dual Venture cho biết tổng vốn đầu tư vào các startup công nghệ Việt Nam năm 2020 giảm 48% so với năm 2019 và nguồn vốn này sẽ bứt phá vào năm 2021. Năm 2020, tổng số vốn đầu tư vào các startup công nghệ Việt Nam đạt 451 triệu đô la Mỹ, giảm 48% so với năm 2019, chủ yếu do sự vắng bóng của các khoản đầu tư đáng kể đã được các công ty lớn khép lại trong năm trước. Tuy nhiên, trong năm 2021, trong số các lĩnh vực thu hút đầu tư, thanh toán và bán lẻ tiếp tục là lĩnh vực nhận được nhiều nhất với những khoản đầu tư giá trị lớn. Nhờ vai trò chủ chốt trong sự phát triển của nền kinh tế Internet, vốn đầu tư trong lĩnh vực thanh toán là 101 triệu đô la Mỹ và bán lẻ là 83 triệu đô la Mỹ. Tổng cục thuế cho biết trong tháng 5, ước thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 73.000 tỷ đồng, bằng 120,1% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 5 tháng đầu năm nay, tổng số thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 562.360 tỷ đồng, bằng 50,4% so với dự toán pháp lệnh. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 15.956 tỷ đồng, bằng 68,8% so với dự toán. Thu nội địa ước đạt 546.404 tỷ đồng, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố là hơn 1,34 tỷ đô la Mỹ, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 16,52% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong 5 tháng thì có 187 dự án cấp với vốn đăng ký đạt là 378,8 triệu đô la Mỹ, giảm 58,4% về số giấy phép và tăng 52,3% về vốn so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký tập trung chủ yếu ở hai ngành là thương nghiệp và kinh doanh bất động sản, chiếm hơn 95% tổng vốn cấp mới. Nikkei Asia của Nhật Bản nhận định trong bối cảnh lượng lao động xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giảm sút, nền kinh tế Việt Nam sẽ chịu tác động tiêu cực. Cùng với đó, kiều hối sẽ giảm khi số lượng người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài đi xuống.
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam VAMAS, trong 3 tháng đầu năm 2021, 10.333 lao động Việt Nam đã tới Đài Loan, Trung Quốc và 18.178 người đến Nhật Bản. Việt Nam hiện là nước cung cấp nhiều thực tập sinh kỹ năng nhất cho Nhật Bản. Trong năm 2020, số lao động xuất khẩu sang Nhật Bản của Việt Nam giảm một nửa xuống còn 38.000 người. Nhưng đất nước này vẫn là thị trường tiếp cận lớn nhất. Đài Loan và Hàn Quốc lần lượt tiếp nhận là 34.000 và 1.300 lao động. Nikkei ASEAN nhận định, trong bối cảnh lực lượng lao động xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giảm sút, nền kinh tế Việt Nam sẽ chịu tác động tiêu cực. Khoảng 600.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài với lượng kiều hối chuyển về nước hàng năm ước đạt 3-4 tỷ đô la Mỹ. Kiều hối sẽ giảm khi số lượng người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài đi xuống. Thủ tướng Anh Boris Johnson mới đây đã tiết lộ kế hoạch đề xuất với nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới G7 hỗ trợ đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng toàn cầu, thực hiện lộ trình miễn dịch cộng đồng đối với dịch COVID-19. Nhằm đẩy nhanh lộ trình miễn dịch cộng đồng đối với đại dịch COVID-19, Vương quốc Anh đang lên kế hoạch kêu gọi nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới G7 hỗ trợ để đến cuối năm 2022, mọi người trên khắp thế giới đều được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Kế hoạch mang tính đột phá này vừa được Thủ tướng Anh Boris Johnson tiết lộ trong cuộc phỏng vấn kênh tin tức CBC của Canada trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra tại Anh vào tháng 6 tới. Thủ tướng Anh cũng cho biết, tại hội nghị, ông cũng sẽ kêu gọi G7 thông qua một hiệp ước mang tính toàn cầu nhằm dự phòng nguy cơ xảy ra các đại dịch khác trong tương lai. Cuộc chiến chống những đại dịch trong tương lai phải là một trong những hoạt động mang tính toàn cầu, đòi hỏi thế giới phải đồng bộ trong các hoạt động phòng và chống dịch bệnh. Cũng theo Thủ tướng Anh, trong tương lai, thế giới cần đến một mạng lưới giám sát đại dịch, cũng như những quy định nhằm tránh tình trạng gián đoạn nguồn cung giữa biên giới các nước. Trước thực tế nhiều người vẫn do dự tiêm vaccine ngừa COVID-19, giới chức Mỹ đã phát động nhiều chương trình để khuyến khích người dân tiêm chủng, từ miễn phí bia, bánh ngọt, vé xem bóng rổ đến mở thưởng xổ số hàng triệu đô la Mỹ. Chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Mỹ đã chậm lại kể từ giữa tháng 4 vừa qua khi một số cơ sở tiêm chủng phải đóng cửa. Để khuyến khích người dân tiêm vaccine, bang Ohio đã mạnh tay chi hàng triệu đô la Mỹ thưởng cho những người đã tiêm phòng. Hình thức trao thưởng là quay thưởng may mắn với mỗi lá phiếu may mắn có giá trị 1 triệu đô la Mỹ. Chương trình được thực hiện trong 5 tuần với cư dân từ 18 trở lên đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Trước đó, giới chức Mỹ cùng nhiều công ty đã đưa ra một loạt sáng kiến như miễn phí bia, bánh ngọt, vé xem bóng rổ hay tặng trái phiếu. Trong khi đó, bang New York tặng vé xem các trận bóng rổ của hai đội New York Yankees và The New York Mets tại giải bóng rổ nhà nghỉ Mỹ cho những người đi tiêm. Bang Maryland cũng hứa tặng cho những người đi tiêm chủng 100 đô la Mỹ dưới hình thức trái phiếu. Vừa qua, Mexico thông báo đã triển khai cầu hàng không và đường bộ tạm thời để hồi hương những người di cư Trung Mỹ từ biên giới Trung phía Bắc với Mỹ. Cơ quan di trú Mexico, hay còn gọi là INM, cho biết, chính phủ nước này sẽ thực hiện 4 chuyến bay và 11 chuyến đường bộ để hồi hương gần 1.000 người di cư trái phép. Động thái trên của Mexico diễn ra trước chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vào ngày 8 tháng 6 tới, nhằm khẳng định cam kết chia sẻ chính sách và kiểm soát người di cư trái phép với chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Theo INM, dòng người di cư Trung Mỹ chủ yếu từ Honduras, Guatemala và El Salvador đến khu vực biên giới phía Bắc giáp Mỹ tăng mạnh trong những tháng đầu năm là do các cuộc khủng hoảng kinh tế và y tế gây ra bởi đại dịch COVID-19. Sự tàn phá của các cơn bão mạnh đổ bộ vào Trung Mỹ hồi cuối năm 2020 và sự hy vọng vào các chính sách di cư mềm mỏng của Tổng thống Joe Biden. Ngày 31 tháng 5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan công bố thời điểm bắt đầu xây dựng kênh đào Istanbul vào khoảng cuối tháng 6 nhằm tạo một lối đi tránh qua eo biển Bosphorus. Theo kế hoạch, sẽ có 6 cây cầu bắc qua con kênh và 2 thành phố mới sẽ được kiến thiết ở hai bên bờ của tuyến đường thủy nhân tạo, tô điểm cho diện mạo của Istanbul. Theo đó, công trình xây dựng kênh đào Istanbul rộng khoảng 150m và sâu 25m sẽ hoàn thành vào năm 2023. Theo ước tính ban đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, tổng chi phí dự án sẽ rơi vào khoảng 13 tỷ đô la Mỹ. Kế hoạch xây dựng kênh đào Istanbul được phê duyệt hồi tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, sáng kiến này đã vấp phải nhiều sự phản đối của các nhà hoạt động và môi trường, cũng như giới quân sự, trong đó có thị trường và cư dân thành phố, cũng đã nhiều lần lên tiếng phản đối dự án này.